chào cả nhà. Lan đã nấu xong cái món canh, món ngon tuổi thơ nha bà con. Canh bắp nấu với mùng tơi và mốt và hũ non. Còn bên đây là tà hũ muối xả ớt và món ngon nhà quê nha. Món ngon quê nhà, hồi xưa mỗi khi ở quê ăn chay ấy nha bà con. Chút xíu nữa mời bà con vào bếp với Lan. Hello, Lan xin chào cả nhà nha. Bữa nay gia đình ăn chay nên Lan muốn ra bẻ rau mùng tơi á, mùng tơi mà cái loại này củ tây nha bà con. Giống như mình nấu canh, cái điệu như là nấu canh mà hồi xưa ở Việt Nam bà ngoại Lan ưa nấu cho ăn là nấu chung với bắp. Với ví dụ mình có rau gì thì mình hai ba loại rau mình nấu chung với bắp rất ngon. Nhưng bữa nay thì Lan ở nhà chỉ có bắp với trái mốt, rồi Lan bẻ rau mùng tơi vô nấu nha, nấu chay với tàu hũ. Với mình làm thêm một món nữa, tàu hũ muối sa ớt ăn tươm. Mời cả nhà bẻ rau với Lan nha, mời cả nhà. Cái này thuộc về mùng tơi tây nha bà con, ăn cũng ngon lắm mà nó dễ lắm, nó cứ mọc gì nó bò vậy nè đó. Mình Lan lôi nó nguyên một lùm mà Lan lặn á đó. Mình cứ lôi nó gì nguyên một nhiêu là được rồi. Trời ơi, lá nó non xèo rồi bà con. Rồi nãy giờ Lan lặt được nhiêu rồi, nhiêu được rồi. Nấu với hai trái bắp với một trái mốt là được rồi bà con. Tại ăn chay, bữa nay ăn chay. Rồi đi vô nhà nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay Lan nấu canh theo kiểu nhà quê nha bà con, canh chay. Thì ở đây có bắp, một trái mốt hương với rau mùng tơi tây nha bà con. Nấu chung với tàu hũ, món chay, canh chay. Rồi bên đây thì tàu hũ Lan rửa rồi nha. Bây giờ chút xíu nữa Lan bỏ muối vô Lan ngâm, rửa nước muối. Rồi mình mới ướp gia vị. Ở đây có muối, chút xíu bột ngọt, ớt, xả. Và chút xíu nó Lan để vô, chút xíu dầu ăn mình ướp nó nha. Còn bắp thì Lan xát ra Lan nấu. Mời bà con vào bếp với Lan, mời cả nhà. Bây giờ Lan bỏ vô một muỗng ăn canh muối đang mình rửa đó nha bà con, cho nó hơi mặn mặn vậy đó. Mình rửa vậy mình chiên cũng dễ nha. Lan lấy cái đầu đũa Lan nhẹ nhẹ để thôi, nó dễ bể lắm. Tại cái này Lan mua tà hũ Nhật nè bà con, nó dễ bể lắm chứ không phải tà hũ của mình. Tà hũ này thường thường mấy người Nhật ta ưa ăn chung với nước tương á, ta chưng lên ta ăn chung với nước tương, thấy không, đụng tới là bể. Bây giờ Lan đổ nó ra nha. Để xả ớt muối vô nha. Lan để một miếng dầu ăn vô nha. Lan giữ tay của mình này, mình tay đi bà con. Lan đùa nó qua một tay. Cái này nó dễ bể dụng lắm nha bà con ơi, nó dễ dụng lắm cho nên mình phải làm nó thiệt là nhẹ, nó dễ bể lắm. Cái này Lan mua tính nấu canh ăn, mà bây giờ trong nhà hết không có tàu hũ chiên rồi thôi lấy nó chiên, chứ thật ra cái này để nấu canh chứ chiên nó thì nó mềm lắm. Còn một miếng cuối cùng đây xong rồi bà con. Rồi bây giờ Lan xác bắp ra mình nấu nha bà con. Chắc không biết ở miền ngoài có ăn giống gì không nha, chứ người miền Nam mình á, ở quê ưa ăn gì lắm nha bà con. Xác bắp á, nấu canh gì nè. Nếu ăn mặn á thì Lan nhớ bà ngoại Lan á, nếu ăn mặn bà ngoại Lan dầm vô mấy con mắm nữa. Còn bữa nay Lan ăn chay nha. Cái này là mà nếu nhớ không lầm chắc cũng có 40 năm mà chưa có ăn loại đó bà con. Rồi lúc bà ngoại yếu rồi cái cũng không có ăn nữa. Chắc cả 38 năm rồi đó, 38, 39 năm rồi. Có bà ngoại á, bà ngoại ưa đó, bạn làm cho ăn. Sao bà ngoại lớn tuổi, bà ngoại không có làm cho ăn nữa. Dễ lắm, ở Việt Nam dễ kiếm đồ nấu lắm bà con ơi. Xách cái gỗ ra xe cái là nào là bình bát, bình ngót gì đầy hết nè. Coi chừng nó vô cái cùi nha.
Đừng cho nó vô cái cùi. Cái gì cái mình cào nó gì nó ra mấy cái bắp này nè. Để bữa nay ăn nói bà con nghe nó ngon sao nha. Lâu quá mấy chục năm chưa ăn nè. Rồi. Đó xong, bây giờ đang đi lọt gọt trái mướp nha. Bây giờ đầu đang sắc mướp nha. Sắc sao vừa miếng ăn mình thôi bà con, thích kiểu nào cũng được. Rồi. Tà hủ thì Lan chỉ chẻ làm đôi, cái mình cắt khúc khúc mình bỏ vô thôi. Rồi bây giờ bắt đầu bắt nước lên nấu nha. Bây giờ Lan để bắp vô nha. Thấy gì chứ bắp nó lâu chín hơn cái rau mà con. Bắp nó sôi rồi Lan ngớt bọt cái nha. Thấy gì chứ nó cũng có bọt vậy sao. Đang để tàu hũ vô nha. Cắt miếng gì nè bà con. Rồi đang để mớp vô luôn nha. Rồi bây giờ Lan nêm nếm nha bà con, Lan để vô một miếng muối nha, miếng bột ngọt, miếng đường. Bà con biết sao Lan ít có dùng bột nêm không? Tại vì bột nêm thì nó làm bằng rau cải đủ thứ hết. Thí dụ bây giờ mình muốn ăn cái vị mà bắp với mốt thì mình phải nêm muối, đường, bột ngọt thôi, chứ mình mà nêm cái bột nêm chay vô, bột nêm chay chẳng nó có đủ gia vị rau cải chẳng hết, nó đâu có còn cái mùi bắp với mùi mướp nữa đâu đó. Cho nên mình muốn ăn cái mùi vị mà còn nguyên thì mình đừng có nêm bột nêm, chỉ nêm muối đường bột ngọt thôi. Giờ Lan đợi cho nó sôi lên mình mới để cái rau mùng tơi vô. Đây mướp nó sôi lên bắt đầu nó chín rồi nha, Lan để mùng tơi vô. Đó, bây giờ đã có một nồi canh tuổi thơ rồi đó nha bà con. Tuổi thơ quê nhà ở An Giang, quê Lan ở chợ Nhà Bàn An Giang. Bây giờ Lan nêm thử coi nó sao nha. Wow, ngon lắm bà con ơi. Bữa nào chị em nên nấu ăn thử đi nha. Bắp nấu chung với bình bát bùn ngót cũng được nữa. Mùng tơi, bình bát bùn ngót, rau dền, nhớ Việt Nam bà ngoại bẻ gì đó. Ở đây thì nhiều quá không có đâu, chỉ có bình bùn cái cây mùng tơi thôi à. Đó, bây giờ xong rồi nha. Có một nồi canh ngon lành nè. Rồi bây giờ Lan tắt lửa, bưng nó qua một bên mình đi chiên tà hủ. Ngon quá. Ba cháy bùi chén. Bây giờ Lan chế dầu ăn vô mình chiên tà hủ nha bà con. Tàu hủ muối sả ớt. Rồi bây giờ Lan để tàu hủ vô Lan chiên nha. Cái này có để bằng cái tay nhẹ nhẹ bà con ơi, nó bị gấp đôi đũa không được, gấp đôi đũa nó bị bể. Bây giờ phải bóc nó để vô. Rồi. Cái này cho nó thiệt vàng chở đó nha bà con, chưa có vàng chở là nó bể hết. Rồi bây giờ Lan coi cho nó vàng tí nha. Bắt đầu nó vàng là Lan chở bà con. Cái miệng này nó gần quá nó bị nóng. Bây giờ lấy cái này mình giúp nha. Cái tàu hủ này nó mềm đặc biệt, nó mềm xèo luôn.
dẫn quá bà con ơi, ngon quá. Rồi mấy cái nó được rồi, đang lăn lấy ra nha bà con này, nó vàng rồi nha. Lăn lót giấy cho nó đừng có thấm dầu, để giấy cho nó thấm bớt dầu ăn. Rồi bây giờ xong rồi nha, bây giờ đang xúc nó ra, chứ bây giờ nó cái này đem đi chiên với mình xèo à con. Ừ đây. Lan đã làm xong cái món canh bắp chung với mùng tơi, mướp, đậu hũ chiên muối sả ớt, mời bà con ăn thử với Lan nha, mời cả nhà. Wow. Đem coi phim nha, không thì tôi cho anh vô rồi, bữa nay không cho đóng phim này. Mời bà con ăn thử miếng canh này nha. Canh này của bà ngoại nấu. Hồi xưa á, là ở Việt Nam á, bà ngoại là nấu bắp, là bắp nếp á, nó ngon hơn, nó nhiều nhựa. Còn cái này bắp bắp Úc nó không có nhựa nha bà con. Đó, món ngon quê nhà. Trời, cái này muốn miếng cơm nữa mà ăn không có muốn ăn cơm nha, muốn ăn canh thôi. Đó. Mời cả nhà. Mời cả nhà, cả nhà ơi, ăn miếng mùng tơi coi nó làm sao. Mùng tơi nó cũng ngon lắm bà con, không có khác gì mùng tơi Việt Nam mình hết đó. Dễ trồng lắm. Bà con xin ở đâu một bụi, bà con để cho mí hàng gạo đi, nó leo đã luôn. Rồi ra mình cắt ngang vậy đó, nó mọc cái mới nữa mình ăn. Ăn hoài không hết, mà tại ngán không có ăn thường thôi. Cái này gặp bắp nếp ngon lắm. Lan đang trồng mùa ngót mà không biết có gì nào mới có ăn nữa. Có hai buổi mà không biết chừng nào mới có ăn nữa. Có chút xíu gì hả? Cái này là món chay thanh đạm nha bà con. Mùng tơi ngon lắm Diệu Hiền. Ăn thử coi. Ăn miếng thịt. Đây, ăn một miếng đậu hũ muối sả ớt. Vừa ăn ngon lắm mà không ấm mặn quá. Vừa ăn quá. Ngon, mùng tơi thiệt là ngon. Vài bữa làm hàng gạo nhớ bây giờ nó đi để rồi nó không có giống. Ngon lắm bà con ơi, bà con ai chưa ăn món này nên làm ăn thử đi. Ở hồi nhỏ là ăn hoài à. Mùng tơi, mùng ngót, bình bát, rau dền cứ để chung vô nấu với bắp, mà bắp nếp á, nấu bắp nếp ngon lắm. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha, xong một buổi chay của Lan rồi đó. Xin chào cả nhà, cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan nha, thành thật cảm ơn. Bà con yêu thích Lan nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ dùm Lan, thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye.